Chiều ngày 21 tháng 10, một xe ô tô con rơi xuống vực sâu khoảng 50 mét trên đèo Bảo Lộc, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khiến một người tử vong và một người bị thương. Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng đến hiện trường, điều tiết giao thông và triển khai các biện pháp cứu hộ. Hiện trường tai nạn nằm bên chiều lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Chiếc xe sau khi rơi xuống vực đã bị hư hỏng nặng do va chạm vào cây cối dày đặc phía dưới. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình đèo Bảo Lộc hiểm trở. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được hai nạn nhân lên khỏi vực. Người đàn ông 38 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, được xác định đã tử vong. Nạn nhân nữ 39 tuổi, quê Đồng Tháp, bị thương nhẹ và được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định rõ và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.